rồi bỏ tay kia ra xuống, rồi tay kia có hơi chậm chút không? Hơi chậm tí xíu thôi. Như hôm qua là ai dơ, ông dơ tay phải không? Ông là dơ tay là bị chậm hơn nhiều. Bây giờ thì giờ tối này nhẹ không? Ôi trời ơi, quá đẹp. Ok, mà thấy nhẹ cái tay ghê hết. Ok, tiếp dậy đi. Hôm nay đi không thấy nó tê tay nữa. Tê tay này đi xe máy không thấy tê nữa. Không thấy tê nữa, ok. Rồi, bây giờ co tay lên đó. Ok, ông này ngon lành không? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, cái tay này. Nói cái hết ngon rồi. Nói dọa cho anh em nó ráng. Tại vì anh em bị tổn thương cuộc sống cổ này. Mọi người hiểu không? Cái này là do cuộc sống cổ rồi. Cho nên khi mình chồm đá là chung cùng một lúc, cái gan, cái cổ. Cái cổ là dùng cái khăn ra đăng á. Cái đầm đăng đây, cái cổ mới nằm thì nó mới dứt được. Chứ còn cái gan không chứa đủ. Anh này bị hai thứ. Rồi, còn gan đó là bắt buộc rồi. Tại vì anh có dấu hiệu sao ở trên ngực rồi. Tức là gan có vấn đề rồi. Mà nếu anh không nhậu nữa thì cái chuyện đó là do thuốc lá thôi, nó là tổn thương gan của anh rồi. Do đó bây giờ chỉ có duy nhất để cứu anh được á là phải chườm đá vừa gan vừa cổ và chườm liên tục, giờ không ngưng nữa, giống như anh gì đó Thọ. Anh Thọ đó ha, anh Thọ là chườm đá như vậy là hai năm mấy nay rồi, không có bỏ ngày nào. Mà cái điều quan trọng là nó cải thiện cho cơ thể rất nhiều. Nhưng mà tôi hỏi anh Thọ có hốt không khí chưa? Hốt nhiều. Và chỉ có hút không khí thì mới thấy cái giá trị của chùm đá. Mà có chùm đá mà vừa hút không khí mới thấy giá trị của cái này. Tôi nói ha, anh nào mà béo phì hút nhanh xuống cân. Nhanh xuống cân. Nhưng mà có điều một cái nữa này. Chính xác. Là cái điều quan trọng như tôi á, là trước đây á, tôi bị ngoại tâm thu. Mà tôi dùng thuốc cũng nhiều lắm nha. Mà cái ngoại tâm thu nó không giảm. Nhưng mà từ khi tôi hút không khí giờ ngoại tâm thu không còn nữa. Rồi nói cho đáng lên là bao nhiêu đâu. Giờ tiếp này. Nè, đó, ra đây nè. Rồi, ra đây. Thì khi á, tôi nói mọi người để lưu ý cái bài học này cũng rất là dễ làm. Không có gì khó đó. Đây nè, mình nắm cái ngón tay nè, ngay cái mắt nè. Giật. Vậy thôi. Đây nè, giật. Nè không? Đây nè, giật. Nè, cái cục. Nè, rồi. Cái cục nữa. Nè không? Rồi. Giật. Rồi, xong bắt đầu lắc cổ tay. Nè. Gặp một cái nè, rồi bây giờ da ấp da mềm, cái tay mềm rồi thì giơ tay kia lại ha, cái đó là không nói tay kia nè, đó khác liền ha, khác liền ha. Nhưng mà điều quan trọng là gì nè, bây giờ cái tay này quay lên đi coi được bao nhiêu. Lên cao rồi ha. Ok, nhưng mà đó là mở chơi thôi. Ngồi đây đi. Mới thôi nha. Mới chơi thôi. Lôi ra đi. Rồi, ta là ra quên rồi. Đây là rồi, làm phải anh nào trước. Ok. Cái gì đấy? Đây này. Cái này thì để vô thế nó cứng liền ha. Ha. Đây này thì dừng rồi, không gặp được như kia. Ồ, vô rồi. Tay nó không gặp. Hey. Bắt đầu bước xuống này để lại thử làm sao để chơi. Mà chơi. Rồi, để lại đi thử coi. Thôi lên. Như đó, nằm tiếp đi. Nằm nữa cho anh hỏi. Đấy. Rồi. Đây mọi người thấy là cái xương đó là anh này bị lỗi. Mà từ trước nay không biết. Cứ để nguyên vậy đi. Rồi để xuống. Hồi đó giờ có được kéo lần nào chưa? Chưa ha. Đây lần đầu phải không? Bây giờ nói thử cái cảm giác này xong. Ê, nằm xuống chơi chưa? Cứ chịu cho nằm để mà có ý kiến coi. Nằm là thấy kéo là thấy sao? Giờ nó đang ở miền cực lạc đó thôi ạ.
miếng tiết gì đây. Rồi, coi chân lại. Rồi nằm thẳng ra. Thẳng người ra đó. Rồi nhấc cái giò lên. Rồi anh qua kia. Cứng ngắc là người cứng ngắc giống như ông gì đó. Tê mê quá đã. Ông đoàn thì điểm hả? Nó phải là cực lạc là đâu? Tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng, thầy đừng có lên gọi vạn xanh nha. Thầy có lên gọi vạn xanh rồi là dân gian kiến này khổ lắm. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.